Chú cười với mình. Vậy là đúng rồi. Không phải cái gì. Nhưng mà tại vì thấy bạn này dễ thương quá à, cho nên là tới muốn làm quen. Bạn có thể cho mình xem mặt được không? Tại vì bạn giống idol K-pop lắm luôn á. Bạn giống idol K-pop lắm luôn á. Tại vì mình tới đây nhưng mà mình không dám lấy hết dũng khí để kêu bạn chụp hình với mình một tấm. Bây giờ chụp xong một tấm hình là đi đúng không? Không, mua cho bạn một lon bột cụng. Mua lon bột cụng trước đi. Em không có tiền mà nghe Kiếm ơi. Là bà này chứ không ai hết trơn á. Chắc chắn là bà này luôn á. Cái bông tai luôn. À, quá mệt, đừng cho em diễn nữa. Trời ơi, hồi nãy vô chị biết em chưa? Hồi nãy tôi nói rồi là từ bữa tôi nhìn ông trang điểm rất là lộng lẫy. Cái bữa nay tự nhiên ông đội nón lá hông mà thật sự tôi rất là nghi. Tại vì ở đây không thể nào á hả mà nó diễn sớm như vậy được. Tao mới chuyển cái máy qua vô là ông chửi rồi. Trời ơi, không chửi, bây giờ không chửi là lộ liền. Đó, nhưng mà xin lỗi anh camera, nói chung là anh cũng hết hồn. Em cũng biết là anh có cọc em hay không, nhưng mà trời ơi, em cứ... mà anh camera diễn cũng đỉnh thiệt. Cái ảnh lách luôn. Ở đây không cho quay đây anh ơi, đừng quay đây nữa. Không cho quay ở đây đâu. Cứ lì à, cứ lì à. Đứng ngoài này, đứng bên trong lấy đâu. Cô ơi, con nói là bây giờ con xuất hiện ở đây là như là có tiền cho cô vậy đó. Nãy giờ con bán là 30 ngàn. Nãy giờ con bán là 30 ngàn. Chưa tính tiền hai ly đó nha, là 30 ngàn rồi đó. À, con cảm ơn chú. Nhận tiền. Yeah. Cũng ngọt lắm. Nhưng mà cho em hỏi là nãy giờ chị kiếm 20 phút chưa ta? Đâu, tôi thắng mà. Ủa, 16 phút 2 giây. Ủa, cái này là mọi người bấm trễ không? Hay là mọi người bấm nữa? Không, bấm sớm hơn. Phải không trời? Bấm sớm hơn. Rồi, nói chung là mấy trò chơi thắng thua này là em nhường chị cũng được, không sao hết trơn á. Không, chị cũng nhường em cũng được, không chị cũng sao hết trơn. Thì chị kiếm ngay em đi dạ. Còn quan trọng, tại vì chương trình bắt kiến. Nói chung là rất vui khi mà chị em tương phùng. Ok, cảm ơn chị em. Rồi, bây giờ là theo như mà cái kinh nghiệm xem lửa khách 24 giờ 10 năm của em á, thì bây giờ là mình có cái thử thách chung. Rồi, ok chưa? Chơi luôn. Rồi, ok. Một thử thách chung thì hai chị mình sẽ cùng đọc với nhau nha. Chào mừng hai lữ khách đến với chương trình Lữ khách 24 giờ. Các bạn sẽ cùng trải qua hành trình trải nghiệm mưu sinh và sinh ở chợ tại đây. Trong chuyến đi này, hai bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ được đưa ra từ chương trình. Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành và chiến thắng đối phương, bạn sẽ nhận được một lá cờ. Cuối chương trình, ai có nhiều cờ hơn sẽ là người nhận huy chương của lữ khách 24 giờ. Và chúc mừng bạn đã giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên, nên bạn sẽ được cấp 4 nhiều hơn. Cảm ơn chương trình. Ủa, là tự nhiên cái là mình tự chúc mừng mình vậy đó hả? Đúng rồi. Mình biết là mình nhận được cái số thanh long và cái số bánh rế nó ít hơn chị Dương, thì mình nghĩ là mình cần phải kê giá lên để mình bán được cái số tiền nhiều hơn. Nhưng mà mọi người biết, trong kinh doanh á, cho dù bạn có như thế nào, bạn là ai, bạn kê giá lên quá cao so với thị trường thì thật sự những cái sản phẩm đó bạn bán không được. Rồi, xin mời hai bạn tới đây nhận thử thách đầu tiên của mình. Thử thách 1, trải nghiệm nghề địa phương. Hãy đến xin làm việc tại quán bánh canh bà Lý. Không sao, cái nghề phục vụ là nghề của em ấy chị ơi, thật sự tin tưởng em không? Có thể là cái thử thách này là em gần 4 cái lá cờ còn được nữa. Đừng chửi anh ta như nãy nữa nha. Ủa? Địa chỉ là 566 Trần Hưng Đạo, Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Let's go nữa, trời ơi. Rồi, tới của phần của Hy Khí Dương Dương nha. Cũng giống như bằng vậy đó. Nhưng mà thay vì là bánh canh bà Lý, cái này bánh căn bà Tám. Đây là bánh canh, cái gì là bánh căn. Hai bạn có sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chị không sẵn sàng thì chị đi về đi, thật sự luôn á. Cái thử thách này em chọn rồi đó. Chương trình ơi, em rất là sợ giao tiếp với người lạ. Ai sợ thì đi về. Phong cách. Để em. Em sẵn sàng. Bây giờ chị thôi vậy, chị nói chị nói trước gì nè, chị nói là thôi chứ mình không, mình sợ người lạ quá, cho cờ tặng bằng luôn đi. Chị nói gì đi. Còn lâu. Mình sẵn sàng. Mình phải vượt qua bản thân mình. Mình phải đem cái huy chương về cho lão Phật gia, tức là mẹ mình, nở mặt nở mày. Ồ,
Chị ơi, quan trọng là cái phần này là cái miệng cái phần này hơn. Cái phần này chứ còn chị nhiều không, chị bán cũng vậy à, chị bán giá thanh long ký 15.000 cũng vậy. Thôi tính ra là vốn này. Thôi thôi chị ơi, thôi chị ơi, mặc dù tôi thứ hết đầu tiên thôi nhưng mà chị coi chừng á, tôi là địa chủ ở đây đó. Thanh Long, Thanh Long, bánh rế, ai ăn bánh rế không? Bánh rế, Thanh Long, anh mua bánh rế không anh? Thanh Long, mua giùm em ơi, em ở trên Sài Gòn, xách cái thùng này về qua Phan Thiết bán đi bộ 2 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Dạ đúng rồi em nè, em nè. Dạ bánh rế em bán ở ngoài bán 25.000, em bán anh 20. Hai cái anh. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Bây giờ là chắc mùi mọp giờ quá. Nắng quá mọi người, nắng muốn bể đầu luôn á thật sự. Bây giờ hả mà có mà một chiếc Mercedes chở đi ha, ngồi trên xe thò tay ra bán thôi nó cũng vui nữa, thật sự luôn. Trước đó mình đã rất là tự tin. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một người kinh doanh. Mình có kinh doanh bánh hồng tôm. Vậy thì cái việc mà đi ra đường mua sinh, mình cầm đem bán từng cái trái thanh long, từng cái bịch bánh rế, thì mình cảm thấy cái việc đó quá bình thường. Biết mình đúng không? Ôi trời ơi, biết mình là được. Và thật sự mình đang cần những người biết mình để ủng hộ mình đó. Các bạn ủng hộ mình một phần được không? Ủng hộ trái thanh long cũng được. Trái thanh long có 15.000 à. Ủa? Giá này là giá chương trình. Ách quá hả ta? Không có ăn mắt lắm đâu. Thôi vậy mình đi nha, không mua là hồi hết đáng chịu á. Tại trong phim lúc này tao đi là có người kêu lại là ê mua mà này không ai mua. Nặng quá à, muốn sái cổ luôn. Thiệt sự luôn á các bạn, lần đầu tiên mình trải nghiệm được cái cảm giác mà những anh chị bán hàng rong cực khổ như thế nào. Thật sự là nhiều khi là mình ngồi trong quán ăn á, ngon miệng, mát mẻ mà mình thấy anh chị bán hàng rong tới chào mời á, nhiều khi là mình nói thật á là nhiều khi mình đang ăn mình cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được cái cảm giác của họ rồi, mình hứa luôn là sau này mình thấy mấy anh chị đó mình sẽ, dù cho mình không muốn ăn đi nữa, mình cũng phải cố gắng mua ủng hộ cho họ một bịch, hai bịch. Cái thật sự là họ cũng không có muốn mà vô năn nỉ mình như vậy đâu. Thiệt sự chị ơi, mua bánh rế không? Thiệt sự luôn là mình không có khiếu buôn bán á các bạn. Đó giờ mình cảm thấy là mình bán cái gì cũng không có thành hết trơn á. Mình không thể nào livestream bán hàng, mình không thể nào thậm chí là bán ở nhà phụ mẹ, bán online. Sau đó là mình có cái cảm giác nặng nề cái việc mà buôn bán á. Cho nên là lúc mà chương trình giao cho mình một cái rổ đó mà mình biết được là phải đem đi bán hết, mình thật sự càng tuyệt vọng hơn nữa. Mình kiểu cảm giác là mình sẽ thua chắc luôn. Mình thua chắc. Ở ngoài chợ bán 30.000, em bán chị 20. Ok. Cảm ơn chị. Chúc chị buôn may bán đắt. Cảm ơn chị đã ủng hộ em. Vừa quá. Bán hết bánh rế rồi. Còn thanh long, hình như ở đây ai cũng trồng thanh long thì phải á. Trời ơi, đất tình mình mà con. Đất này trồng thanh long hả? Ừ. Vậy mà chương trình đưa thanh long bán. Cái này là con chờ của mình. Thường ở đây bán một trái bao nhiêu vậy cô? Để bán ký. Ký hả? Một ký thôi. Vậy nếu mà một đống này thì bán được bao nhiêu cô nhỉ? 5.000 một ký thì sao đó. Có 5.000 thôi mọi người ơi. Sao chương trình không đem sầu riêng cho em bán? Đúng rồi, đó, đem sầu riêng. Đúng không cô? Bán sầu riêng là được liền. Ghim. Em cảm ơn mọi người, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Anh ơi. Anh. Anh. Cho con hỏi, bánh canh bà Lý ở đâu vậy? Con đang tham gia chương trình lữ khách 24 giờ. Bây giờ là con phải đi bán để cấp vốn. Cà phê không em cho? Cho em đi cà phê cũng được. Trời ơi, xin được đi cà phê quá đã rồi. Dạ, vô mình ngồi xíu nha. Vô ngồi, chạy từ dưới có việc xếp nha. Dạ, dạ. Tại vì á, nãy thua thử thách rồi, bà kia là bà được đầy một gỗ luôn. Càng nhiều bà càng bán càng nhiều tiền.
Còn tôi có nhiêu đây à, nên là tôi bán giá hơi cao xíu nha. Hello anh, em bán thanh long, em bán cho chương trình đó. Chỗ này sao, giá sao? Cái này là 15 ngàn một trái. Cái này là 25 ngàn một bịch. Mình có thể vì khách hàng, mình có thể là năn nỉ, quỳ xin, gian xin lại lục, mình có làm tất cả mọi thứ mà, để mình có thể chiến thắng được. Nhưng mà mọi người ơi, đời đâu như là mơ đâu, thật sự không phải là cuộc sống màu hồng. Dạ anh ủng hộ em luôn. Hai trái là 30. Ok. Tôi bớt bà 40 ngàn á. Ủa là không? Ý là tôi bán người ta 40, tôi bán bà 30 ngàn á. Tôi nói thiệt, có sao nói vậy à. Lựa cho hai trái này ngon luôn á. Vì đó 30 rồi, cái đó 20 đó là 50. Cái này 30 nè. Cái này là... mua, mua. Anh ơi, bây giờ anh mua thanh long đi, biết sao không? Nặng quá, em cầm đi nặng chết luôn. Yêu người ta giới thiệu này, giờ giới thiệu thanh long. Cái này có 15 ngàn nhưng mà tại em muốn là bán cái này cũng được, tại vì cho đỡ nặng quá. Dạ nó nặng quá. Ok. Rồi, 4 trái. Anh mua 4 trái hả? Đó. Ủa anh cái này chung. À chung hả? 4 trái. Đó, 4 trái. Là nhiêu, 60 đúng không? Dạ 60. Đập biển. Thật sự luôn á. Được. Ha, xin chào mọi người. Hôm nay thì thằng Bằng đang sử dụng cái thử thách của Lữ Khách 24 giờ để đến đây giao lưu cùng với gia đình của Hotel Quỳnh Anh. Hy vọng là tối nay mình sẽ được ngủ ké một nhà nào đó. Nếu mà không có chỗ ngủ mình lại đây mình book phòng ở đây. Quá đã, miễn phí nghe chưa ekip, miễn phí phòng. Có tiền rồi, giờ có tiền là lên mặt được rồi đó. Đây rồi, tôi đã tìm được rồi. Bánh căn 8. Bánh căn 8 nằm trên đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết. Thực khách dễ dàng tìm thấy quán bánh căn 8 với không gian thoáng mát, quầy bếp mở. Cô chủ nhỏ là hậu thế nối nghiệp bố mẹ, kinh doanh quán bánh căn gần 30 năm. Bánh căn 8 được thực khách yêu thích bởi hương vị của nước chấm cá kho đậm đà kết hợp với chiếc bánh căn nóng giòn. Dạ. Đường tình của em thì nó ẩm hiu lắm chị ạ, lanh bênh. Được mấy mối tình rồi, tại sao chia tay? Em được 2 mối tình rồi ạ. Mối tình từ thời đi học với một mối tình mới chia tay cách đây khoảng được 2 năm rồi. Bạn ấy hết thương em nên bạn đi lấy chồng. Quen bao lâu mà người ta bỏ đi lấy chồng? 2 năm hết thương rồi người ta đi lấy chồng. Trong lúc 2 năm mà sao em không cưới? Tại vì lúc đấy em chưa đủ khả năng cưới bạn đấy, nên là em, bạn ấy thấy em còn nhỏ nên bạn ấy bỏ em đi rồi lấy người khác. Dạ. Em không cưới người ta là phụ nữ, người ta nhiều khi người ta chờ đợi lâu, người ta già, người ta không chịu. Vâng, tại vì lúc đó em còn chưa được lớn lắm, bây giờ em mới được lớn nên là em suy nghĩ lại rồi nó. Ồ, lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 25-26 tuổi đấy chị. Rồi bây giờ là đã ok hơn chưa? Bây giờ ngoài 30 thì nó ok hơn rồi chị. Ok là có được gì rồi, nói chị nghe thử coi bây giờ nó khác gì so với trước đó. Tại vì em lớn thêm được 1-2 tuổi, công việc thì nó ổn định hơn ngày trước. Ngày trước thì công việc chưa ổn định hả chị? Bây giờ ổn định làm sao, thu nhập ổn định hay đã mua nhà mua xe hay như thế nào rồi em? Trước là em thì em đã ở nhà trọ, xe máy cũng có rồi, phương tiện đi lại thì anh chẳng có. Lương thì ổn định rồi, tháng 11-12 triệu. Bốn ơi, anh chưa làm mấy làm gì? Rồi ok dạ. Em bây giờ em muốn tìm một người như thế nào nè Tuân? Nói chung là em muốn tìm một người, nói chung là em thì em không quan trọng ngoại hình cho lắm, nói chung là em cầu mong chương trình tìm xem một người nào mà nó, nói chung là cũng không còn ngoại hình đâu, tức là nó mập một xíu được rồi chị, tại em thích người mập á. Thích mập á. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 ạ, nặng 55 cân ạ. 55 kg, giờ kiếm em với cô 70 kg nha. Vâng, được chị ạ. Tại vì gu em thích người mập. Sao em thích cái gu vậy, kỳ vậy? Chị thấy đàn ông là đang tốt, thích mấy cô rồi, chân dài, ốm đồ. Tại em không thích, tại vì thích người mập là ôm nó mát đó chị. này có kinh nghiệm nè. Ủa xưa là bạn gái em mập hay ốm? Mập chị ạ. Em thích người mập. Thiệt tội, dạ. Nhỏ ghê, mập mà cũng không chịu à. Dạ.
Ok, mập thì dễ mà ư, trời chị kiếm nhà mập mình chỉ sợ em chê người ta xấu thôi. Nói chung là em không quan trọng miền đâu, trong này cũng được mà ngoài Bắc cũng được. Dễ chịu vậy mà sao em không kiếm được ai, cái chỗ em làm không có người hả? Tại vì chỗ em làm mà toàn những người có chồng hết rồi chị ạ. Tại vì em làm một cái xưởng lớn nhưng mà xưởng ấy toàn là nhận những người mà có gia đình hết rồi đó. Em thì làm lâu rồi nên là tiếm ở đây đây làm lại. Ừ. Dạ. Ôi chị xin lỗi nhưng mà tóc của em á là nó quăng quăng hay gì á đúng không? Không, em ở Sài Gòn lâu quá nên là nó bị cháy á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Ủa rồi đi ra đường cũng đội nón đội đồ mà bộ công việc em ngoài nắng là sao mà cháy? Không biết là nhiều khi ở trong nhà của nó cũng cháy, ở Sài Gòn nắng dạo này Tết đây nên là À. nó 4 mấy 5 mấy độ. Ừ. Rồi có dự Dạ. định về quê không em á? Về quê luôn á. Không, em chưa dự định về quê, em phải ở khi nào lấy được vợ ở trong Sài Gòn em mới về quê. Lấy được Em tính vợ là rồi về quê rồi vợ người ta không thích về quê thì sao giờ nếu mà mình ý định về quê về đó lấy vợ luôn không, tại vì là gia đình em thì bố mẹ em không, gia đình em thì bố mẹ nữa, tại vì bây giờ nếu mà em quen được một người bạn gái ở trong này thì bạn gái muốn ở trong này thì em ở trong này luôn. ừ chỗ này Dạ. nóng vậy đó nha nóng vậy mà em thích cái thời tiết trong này hơn hả Về quê rét lắm, Thanh Hóa bọn em giờ rét teo hết cả người, về quê Rồi ok, điểm em không thích ở bạn gái là cái gì? nói nhiều ạ. Em À. thích người nói, không thích người nói nhiều, nhiều khi nói nhiều quá hay cãi nhau. À, cũng hay đó, này chị thấy cũng hay đó. Vâng. Tại chị thấy chị nói nhiều quá, chị hay cãi lộn với bạn trai của chị quá, chị thấy cũng không đúng rồi, nên nói ít, đúng không? Là mỗi người một cách nói chuyện riêng thì một người phụ nữ nhiều khi người nói nhiều người nói ít đó chị, nói chung là em cũng mong kiếm được người nào cũng chung là nói nhiều được, nói nhiều chung bình thường cũng được không sao, nhiều khi mình đâu có lựa chọn được tại vì mình cũng đâu có được hơn ai đâu chị, đúng Nói nhiều à, rồi dạ. em ca hát được vậy hát vài câu chị nghe thử coi lên hát À, giọng cô gái rồi nè ừ. hát bài là gì được, nếu là anh đi nhỉ. Ừ. Rồi mời em Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày, khi màn đêm nhẹ buông xuống anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Vậy được chứ chị? trời ơi hát hay quá trời vậy mà không có cô nào nghe là thôi chắc chịu liền rồi đó ok em được rồi đó à, nếu Vâng mà được chọn á, thì chương trình sẽ liên lạc cho em nha rồi trao ạ. đổi thêm với mình ha Vâng ạ. ok rồi cảm Cảm ơn ơn cô chị phần cáp của nhé. em xong rồi đó cảm ơn em Vâng nha ạ, chúc chị một chiều vui vẻ nhá. em giới thiệu về họ tên tuổi nào quê quán và công việc của em đi Dạ, em tên là Hoàng Quốc Hải, năm nay 27 tuổi. Quê em, nhà em ở Bình Dương luôn. Công việc của hiện à. tại em là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. À, là em làm cho xưởng người ta hay sao? Dạ, làm cho người ta. À, em làm như vậy thì cái thu nhập của em như thế nào? Dạ, thì thu nhập cũng ổn định, thì Ý là mức đủ nuôi trung sống bình em tầm luôn. khoảng bao nhiêu á? Trung bình từ 8 đến 9 giờ. Ừ, rồi em rồi bây giờ Hải nói về bản thân em đi Hải. À, em tính cách như thế nào, điểm mạnh điểm yếu làm sao, sở thích tài lẻ như thế nào ha? Em thì tính tính tình thì nói chung là cũng hiền, đôi lúc điểm mạnh là cũng siêng năng mà tự lập, sống tự lập. Còn điểm yếu thì hay quên, nhiều khi nói trước quên sau. Có tật xấu gì không? À, Dạ hút thuốc nhậu nhẹt đồ có không? dạ hút thuốc thì không, còn nhậu nhẹt thì có chút chút. Em có tài lẻ năng khiếu gì không Hải? Năng khiếu thì không có, Ừ, lên sân khấu có biểu diễn thể hiện đồ gì được không? chung là cũng có biết, cũng biết hát Ừ, rồi thích nhưng nhất bài gì hát thử chị nghe một câu coi. mà nhậu xỉn nhưng mới hát được, còn bình thường thì không hát được. Vậy nếu mà được chọn lên chương trình phải tập trước một bài nha. Trước Dạ. giờ là em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được 2 mối tình. Rồi kể chị nghe 2 mối tình đó đi. À, quen bao lâu sao lại chia tay? Mối tình đầu thì nó cũng ngắn à, nó chừng 2 tuần à. Tự nhiên quen nhau cái bạn gái tự nhiên bỏ về quê cái không nói năng gì hết.
Ừ. Còn mới tình thứ hai thì quen cũng được 2 năm mấy. Rồi kiểu như người ta gia đình ta nói em không quen không lo được cho người ta chứ. Hai đứa cũng xích mích. Chia tay. Chia tay xong anh có buồn không? Có khóc không? Thì người ta nói đúng về mình, đó là đâu buồn. Ừ. Mà là bao lâu rồi em không quen ai? Gần cả năm nay. Ừ. Rồi. Bây giờ đã làm lụng tích góp đồ này kia các thứ để chuẩn bị cưới vợ chưa? Dạ rồi. Nói chung là mấy vấn đề đó là chuẩn bị hết rồi. Cũng không thiếu gì hết. Dữ vậy trời, không thiếu gì luôn hả? Có nhà cửa chưa? Nhà thì có rồi. Mà tại bây giờ đi nhà bên Bắc Ngân Nguyên á. Mà giờ đang làm thì sống trọ cho Bình Dương. Còn nhà thì vẫn có nhà. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái làm sao? Nói chung là hiền, biết chăm lo cho gia đình là được. Em cũng hiền rồi, bạn gái cũng hiền. Ngoại hình bạn gái, tính cách, tuổi tác rồi sao? Không chừng bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn cũng được. Em là sinh năm mấy ta? Em 97. 97 gì còn nhỏ quá. Dạ. Rồi. Còn yêu cầu gì nữa không? Bạn gái ở đâu thì được, có quen xa được không? Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn thì vẫn ok. Nói chung miền Tây cũng được, mấy tỉnh miền Tây cũng được. Rồi còn yêu cầu gì nữa không Hải? Dạ, do đó rồi chị ạ. Trong giờ cũng rồi ok. Không khó khăn. Em là cao mét mấy á? Em cao 1m75. Vậy cũng cao. Rồi nhưng mà lên đó nếu mà được chọn là phải tự tin mạnh dạn hơn, ca hát thể hiện đồ này kia đồ ra. Chứ vậy là hiền quá. Tại cái giọng bình thường nó không có hát được, không có là bình thường cái giọng em hát nó khó nghe lắm. Múa võ. Dạ. Có học võ không? Thể thao đồ không? Hồi đó có học mà quên hết à. Đó, nói chung là mình phải tự tin bản lĩnh lên mới được. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì phải làm nội dung thêm với em để chuẩn bị những cái nội dung nữa nha. Dạ dạ. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ. Chào bạn ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán. Dạ, em tên là Lê Hữu Chí. Nói lớn lên bạn ơi, bên này không có nghe. Dạ em là Lê Hữu Chí. Lê Hữu Chí. Rồi Chí sinh năm bao nhiêu em? Dạ em sinh năm 1990. 1990. Rồi em đang sống ở đâu và em làm công việc gì? Em đang sống ở Gò Vấp. Rồi chia sẻ cụ thể về bản thân mình đi em, họ tên, tuổi, rồi công việc, rồi quê quán, rồi nơi ở hiện tại, công việc của mình cụ thể là làm gì em? Em làm ở Bình Dương. Em làm ở tỉnh Tây Tiến Tây Tàu. Không nghe được bạn nói cái gì luôn á. Em làm thợ điện đúng không? Dạ đúng rồi. Làm cho công ty hả? Làm cho công ty. Rồi làm công ty là ở Gò Vấp luôn hả? Công ty Gò Vấp luôn chị. Còn nhà em thì ở đâu? Quê em thì ở đâu? Quê em gốc em mà chưa ở dưới mình, nhà dưới mình người ta mà chưa Gò Vấp lâu rồi. Tức là em ở Sài Gòn luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói chung là em sống là em phải chịu. Tại mình cũng không có cái tính tự chủ. Em có bao nhiêu mối tình rồi chị? 2 rồi chị. 2 mối tình rồi em chủ động em chia sẻ đi. Ở đây chương trình của mình á chỉ là
Bọn chị chỉ gợi ra rồi sau đó em sẽ chủ động em chia sẻ để xem cái cách chia sẻ của em khi em lên sân khấu nó như thế nào thôi ha. Nói chung á, hồi xưa lúc mà có đi học nghề á cũng khoảng nhiều trước rồi, thì lúc đó em còn đi làm công nhân á, thì em làm bên kia ngay á, thì em có quen với lại cái bên đó cũng bật dữ vậy lắm, thì nó chỉ lúc mà nhà nó chỉ vậy ấy xong rồi cái không có gặp thì mình ra cũng mất mặt luôn. Hồi đó thì không có Zalo như bây giờ đâu, khi mà mất số điện thoại mất liên lạc thì coi như là không được. Là bao nhiêu lâu rồi em? Cũng khoảng 20 năm rồi. Thì 20 năm, năm nay mới có mười mấy tuổi, à ba mấy tuổi mà đã 20 năm rồi hả? Dạ, năm đó 2007, lâu lắm, cũng gần 20 năm. 2007 là mới có 17 tuổi hả? Lúc đó 17, 18 tuổi. 17, 18 tuổi đã có bạn gái rồi. Cái thời đó thì đi làm công ty, bên nay thì còn mà lúc đi học nghề ra trường học ra em học cũng tới giờ là cũng mười mấy năm rồi, thì đi làm nghề này nó vậy thôi, không có quen ai được hết. Ok, rồi bây giờ là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em nói lớn lên giùm chị một xíu nhé, em nói bên này chị không nghe được luôn á. Kiếm cái người nào mà dễ chịu chứ từ. Ừ. Dễ chịu được ngoại hình, tính cách rồi tuổi tác rồi sao em? Thì tính cách thì dễ chịu, còn hình thôi tôi nói là được rồi, không cần. Dễ chịu cho nên kiếm người nào dễ chịu giống em là được. Ừ. Lớn tuổi hơn em được không? Lớn tuổi hơn lớn hơn được, lớn tuổi cũng được luôn. Nhưng mà làm ơn thì có gia đình trước đó đừng có gia đình, tại vì trước đó nói chung cũng thường. Tức là lớn tuổi hơn em thì được, nhưng mà đừng có bỏ vỡ ly hôn gì hết đúng không? Ừ, lớn hơn em mấy tuổi thì được? Mấy tuổi cũng được, tuổi tác không quan trọng đâu. Thôi, chục tuổi được không? Dạ. 10 tuổi được luôn hả? Dạ. Rồi. Thì ba mẹ có nói gì không? Nói là 10 tuổi ba mẹ em có phản ứng gì không? Không, nhà em gì vậy, cũng vậy. Ừ. Mẹ em đang sống cùng ba mẹ đúng không? Không, giờ ba em qua đời lâu rồi, có mẹ em không? Ừ. Là có mẹ hai mẹ con là sống cùng một nhà thôi. Ừ. Ok, rồi. Cảm ơn Trí nha, hôm nay buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp, có lịch phù hợp thì chương trình, biên tập chương trình sẽ làm nội dung với em thêm một lần nữa cho nó kỹ hơn nha. Ừ, rồi ok.